Hello, xin chào các bạn, chào mừng đã quay trở lại với Thèm Bò Sát. Mà hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một cái loài rắn mà mình đã từng rất là yêu thích về nó. Đó là con Mexican Black King. Thèm Bò Sát. Có khá cái lý do mà khiến cho người Việt rất là thích con Mexican Black King. Thứ nhất á, nó là một con rắn rất là đẹp các bạn. Theo mình thấy là nó là một con rắn rất là đẹp. Cái thứ hai á, là cái màu đen của con Mexican Black King khiến cho nó trở thành một cái loài rắn không có lỗi thời so với nhiều loài rắn khác như con Corn Snake chẳng hạn, hoặc như con California King Snake, nó sẽ bị lỗi thời. Nhưng mà cái màu đen của con Mexican Black King nó không có lỗi thời các bạn, và nó trở thành một trong những cái dòng rắn quốc dân ở Việt Nam. Mình bắt đầu nuôi Mexican Black King vào những năm 2010, và đến năm 2015 mình bắt đầu đầu tư rất là nhiều tiền. Mình mua tầm khoảng mười mấy con Mexican Black King luôn để mình nuôi. Nhưng mà sau đó vì vài một cái vấn đề liên quan đến gia đình, mình buộc lòng phải bán cái bầy Mexican Black King nó đi luôn. Nhưng mà cái tình cảm mình dành cho Mexican Black King nó cũng khá là lớn, cho đến khi mà mình tìm hiểu sâu về California King Snake. Thì cái con Mexican Black King này á, nhiều bạn có hiểu sai nó nha. Thì có rất là nhiều vấn đề để hiểu sai xung quanh cái con Mexican Black King, nên là bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ về con Mexican Black King cho các bạn cùng hiểu nha. Probeltis jetula nigrita. Nó là một phân loài trực thuộc một họ rắn rất lớn, đó là con Common King Snake. Mexican Black King hay tên viết tắt là MBK. Chúng phân bố chủ yếu ở vùng sa mạc Sonoran thuộc khu vực Bắc Mỹ, phía Tây tiểu bang Sinaloa, Mexico và vùng nhỏ tiểu bang Arizona. Mexican Black King có kích thước trung bình vào khoảng 1,2m, cá biệt có thể lên tới 1,5m và có tuổi thọ từ 20 đến 30 năm. Một điểm đặc biệt là do chúng phân bố chủ yếu ở khu vực có nhiều loài King Snake khác như California King Snake và Desert King Snake, nên hiện nay số lượng MBK thuần chủng là tương đối hiếm. Đầu tiên là mình sẽ bắt con Mexican Black King cái này ra cho các bạn cùng xem. Một con cái rất là to các bạn. Con cái này khoảng 3 năm rưỡi tuổi các bạn. Rất là to. Thì cái con Mexican Black King này, nó là một cái dòng rắn vua đến từ Mexico các bạn. Và nó phân bố chủ yếu ở sa mạc Sonoran. Thì cái dòng Mexican Black King này nó hiểu sai. Nó không phải gọi là một cái morph của con California King Snake nha. Nhiều bạn cứ nói rằng: anh ơi, em muốn lấy con California King Snake morph Mexican Black King. Cái đó là khái niệm sai các bạn. Mexican Black King là một cái loài riêng biệt. Nó có tên khoa học là Lampropeltis jetula nigrita. Nó không phải là Lampropeltis californiate, là con California King Snake. Nó khác nhau hoàn toàn nha các bạn. Thì con Mexican Black King này thì nó là một cái subspecies của con Common King Snake. Cái đặc điểm mà khiến cho mình rất là ưa thích của tụi Mexican Black King đó chính là tụi nó có một cái màu đen rất là đen các bạn, rất là đen như thế này. Thì cái màu đen ở rắn á, nó có rất là nhiều loại có màu đen. Các bạn có thể, nếu các bạn thích màu đen thì nó có Black Bay Snake cũng là màu đen, Black Mule Snake cũng là màu đen, rồi con Indigo cũng có cái phiên bản là Eastern Indigo Black Face cũng là màu đen luôn. Nhưng mà so với những cái con kia giá rất là đắt, thì cái con Mexican Black King giá lại rất là rẻ các bạn, rất là rẻ luôn. Và cái kích thước của nó rất là phù hợp dành cho những cái người mới nuôi, cũng như rằng những cái người mà họ nuôi rắn cho môi trường đô thị. So với một con Black Bay á, thì cái con Black Bay Snake nó sẽ rất là to các bạn. Nhưng mà cái con Mexican Black King, cái con này các bạn thấy rằng nó gần như là max size rồi. Và các bạn thấy rằng nó cũng nhỏ thôi chứ nó không có to. Nhưng mà cái rực của nó rất là lớn, như các bạn thấy không? Nè, rất là đẹp. Và một cái điểm mà được Mexican Black King rất là được ưa thích á bởi nhiều người á, là bởi vì cái tính cách của tụi này á, nó rất là hiền các bạn. Nó rất là hiền, rất là trầm tính và nó dễ nuôi ha. Và cái khả năng tiêu hóa của nó cũng vô cùng tốt luôn. Đặc biệt là cái khả năng tiêu hóa là một cái vấn đề mà rất nhiều người nuôi cần nên xem xét trước khi họ mua bất kỳ một loài rắn nào. Lý do tại sao? Bởi vì cái khả năng tiêu hóa tốt giúp cho con rắn nó lớn nhanh hơn, và cũng cho cái việc là nó ít bị những cái bệnh bậy hơn. Phần trăm những con rắn mà bị chết á là do cái khả năng tiêu hóa của nó có vấn đề, chứ không phải là những cái vấn đề ngoại vi khác nha các bạn. Thường là mình thấy rằng rắn chết là do khả năng tiêu hóa của nó có vấn đề. Đó là lý do mà tại sao thức ăn và hệ thống tiêu hóa của con rắn nó phải tốt thì cái sức khỏe của nó mới được đảm bảo. Thì các bạn đừng lo, ở cái con Mexican Black King thì cái
chuyện đó nó lại là một cái vấn đề không đáng lo ngại ha. Nói về vấn đề đốm trắng á, thì những con baby Mexican Black King khi mà nó sinh sản ra, khi nó nở ra các bạn, thì nó sẽ có đốm trắng lên trên người, nó như những cái bớt vậy á. Và những cái bớt đó nó sẽ biến mất theo thời gian nha các bạn, nó sẽ biến mất theo thời gian. Có những con nó sẽ có đốm trắng nhiều và có những con nó sẽ có đốm trắng ít. Và trong một bầy á thì tỷ lệ là 1 trên 10 trứng thì sẽ có một trứng rằng không có đốm trắng luôn, không có đốm trắng luôn nha các bạn. Và đốm trắng nó sẽ mất dần theo thời gian, nghĩa là có những đốm trắng nó mọc ở trên người như thế này ha, nhưng mà có những đốm trắng nó chỉ mọc ở dưới càm, như ở đây, mọc dưới càm như ở đây, và nó sẽ mất dần theo thời gian. Và vào tầm khoảng 5 đến 6 năm tuổi thì cái đốm trắng nó sẽ mất ha các bạn, nhưng mà nó sẽ gom nhỏ lại thôi các bạn, gom nhỏ lại thôi. Còn mất hẳn hoàn toàn thì phải tốn nhiều thời gian hơn. Và ở Việt Nam hiện nay mình chưa thấy cái con Black King nào có đủ cái độ tuổi mà từ khoảng 7 đến 8 năm tuổi các bạn, để mình có thể chứng minh được cho các bạn xem rằng cái đốm trắng nó sẽ mất hết hay không. Nhưng mà hầu hết thì đánh giá của mình là sẽ mất hết nha. Rồi, đó, đó là một cái đặc điểm mà các bạn cần phải biết đầu tiên. Cái đặc điểm thứ hai á là nhiều khi người bán nói rằng là người ta sẽ bán các bạn hai mức giá. Những cái con mà nó đen tuyền luôn á thì giá rất là cao, còn những con nào á mà nó có đốm trắng á thì giá nó rất là rẻ. Nhưng mà thật ra nếu như các bạn nạp cạc vậy á, nếu mà các bạn muốn nó nhanh, các bạn muốn nó đen từ đầu đến cuối, ngay từ lúc đầu các bạn không phải chờ đợi một cái con Black King nó lớn lên vậy nọ, thì các bạn có thể bỏ tiền ra số tiền nhiều và các bạn mua luôn con đen thui luôn ha. Còn nếu mà các bạn tiết tiền một tí thì các bạn có thể nuôi những cái con có đốm trắng, thì các bạn chịu nó khó, nó xấu khoảng 3-4 năm trước khi nó trở nên đẹp hơn. Tất nhiên rằng là nó sẽ không bằng 100% so với những cái con mà các bạn mua nó đen từ nhỏ, là những con xếp black 100% luôn á, thì nó sẽ không bằng đâu. Nhưng mà mình thấy rằng ok, các bạn nếu các bạn chi phí lúc đó các bạn không có thì các bạn có thể mua. Rất rất là đẹp, các bạn thấy nãy giờ mình tương tác nó rất là nhiều, nhưng mà nó không có một cái phản kháng gì, gọi là rất là hay. Cái dòng rắn này rất là hay luôn. Và đây là một cá thể cái ha. Bây giờ nói về vấn đề mà mua cái hay mua đực á, thì lời khuyên của mình, nếu mà các bạn nuôi sinh sản hay không nuôi sinh sản thì vẫn nên mua cái. Tại bởi vì con cái các bạn thấy cái kích thước của nó rất là to các bạn, rất rất là to. Con đực nó chỉ nhỏ hơn con này rất là nhiều nha các bạn, nó nhỏ hơn rất là nhiều. Cái thứ hai á, một cái điểm mà mình rất là khuyên các bạn khi các bạn mua rắn á, là tại sao các bạn mua con cái? Tại bởi vì con cái nó ăn quanh năm, nó không có bỏ ăn. Còn con đực nó sẽ bỏ ăn nha các bạn, con đực nó sẽ bỏ ăn. Và cái điều đó nó sẽ khiến cho các bạn mới nuôi sẽ gặp rất là nhiều vấn đề, và họ sẽ cảm thấy là rất là căng thẳng về vấn đề đó. Còn nếu mà các bạn nuôi cái thì nó ăn quanh năm, nếu các bạn không cho nó ngủ đông thì nó ăn rất là thường xuyên. Do đó là mình thấy rằng cái lời khuyên tốt nhất của mình á là nếu các bạn mua đáng tiền thì thà mình bỏ tiền ra mình mua con rắn cái luôn ha. Thì tuổi thọ của một con Mexican Black King, nếu nó được ăn uống đầy đủ và nếu nó được chăm sóc một cách kỹ lưỡng á, với một chế độ ăn phù hợp thì nó có thể sống tới 20 đến 30 năm. 20-30 năm các bạn nghĩ là nó ít, nhưng thực ra nó không ít đâu bạn, rất là dài. Nên rằng mình thấy rằng nuôi Mexican Black King là một cái lựa chọn rất là tối ưu dành cho những cái người họ mới bắt đầu chơi rắn nha. Mới bắt đầu chơi rắn thì các bạn nên lựa Mexican Black King, cũng là một lựa chọn rất phù hợp so với California King Snake. Một cái lý do là tại bởi vì á, là cái con này nó cũng cái việc tiêu hóa dễ hơn California King Snake, nên là nó ít khi nào bị nôn lắm bạn. Tụi này nó ít khi nào bị nôn lắm. Nhưng mà tụi này nó ăn rất là nhiều, nó ăn rất là nhiều, nên rằng các bạn phải cho nó ăn một cái chế độ ăn khoa học. Nếu các bạn cho nó ăn nhiều quá thì thứ nhất là nó có thể nôn, cái thứ hai á là nó cũng có thể bị béo phì nha các bạn. Đây cũng là một loại dòng ăn rắn, nghĩa là nó rất là thích ăn rắn các bạn, nó rất là thích ăn rắn. Nên là khi mà nuôi các bạn cũng phải cẩn thận không cho nó tiếp xúc, tại vì nó có khả năng là nó sẽ ăn những cái dòng rắn khác á. Đây là một dòng ăn rắn nha các bạn. Thì các bạn thấy rằng cái con cái thể cái này nó rất là hiền, mình tương tác nó rất là dễ luôn á. Và kích thước của Mexican Black King nó cũng rất là to, mặc dù là so với lại Florida King Snake thì con này nó không có tuổi đâu các bạn thấy, và nó rất là nặng. Một cái size như thế này 3 năm tuổi các bạn, tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Đây, mình quay cho bạn coi, super good luôn. Cái tuổi này nó cũng rất là dễ sinh sản. Ở Việt Nam thì nó đã sinh sản được rồi các bạn, nó đã sinh sản thành công rồi các bạn. Có vài người đặt cái câu hỏi rằng là có cái con Obino MBK hay không, nghĩa là Obino Mexican Black King hay không. Thì nó vẫn là những cái tranh cãi diễn ra ở bên những cái hội nhóm ở nước ngoài,
là bởi vì á là một số người thì họ nói rằng là cái con Obino Mexican Black King hiện tại ở bên nước ngoài chỉ có mới có 1-2 người làm ra được con đó thôi, và hầu hết á những cái người nuôi California King Snake á cho rằng á là những cái con Obino Mexican Black King là được lấy và phối bởi con California King Snake mới tạo ra được con đó. Có một cái quan điểm như thế này, nghĩa là ở bên Trung Quốc á, mình có một người bạn và người bạn đó là có thể chứng minh được rằng là cái con Mexican Black King có thể được sử dụng như một con hypermelanistic để tạo ra một cái công thức làm con ra con Blizzard ở California King Snake. Người bạn Trung Quốc mình của mình nói rằng á là thường á là những cái trại ở bên Thái họ hay dùng cái cách đó để họ tạo ra cái con màu trắng, và họ nói nó là con Obino Mexican Black King. Nên rằng khi các bạn mua hàng, các bạn cũng phải lưu ý cái chuyện đó, nghĩa là các bạn nên bỏ tiền ra một con Obino California King Snake được lai tạo chứ nó không phải là một con thuần chủng ha. Còn tính tới hiện tại theo những gì mà mình nghiên cứu và cũng như là mình tra hỏi cũng như là mình research á thì chỉ có một người đang hiện đang làm ra được nó thôi. Ông đó ổng làm ra được những cái con Mexican Black King Head Obino luôn. Rất là hay ha. Còn tại sao mà mình không tiếp tục với là Mexican Black King và mình chuyển qua tụi California King Snake? Khi bạn nuôi nhiều á thì các bạn thích cái tập tính của nó, tập tính của cái loài đó nó sẽ tạo nên cái gọi là cái cảm xúc dành cho các bạn khi các bạn nuôi rắn. Và mình thì mình rất là thích nuôi một cái loài rắn mà nó có cái tính cách hơi khó chịu một tí, nó hơi đông đưa một tí, nó hơi chảnh chẹ một tí. Cái tính cách đó nó lại vừa đủ ở trong con California King Snake, khiến cho mình rất là ưa thích California King Snake. Một cái điểm quan trọng nữa rằng á là cái việc mà nuôi California King Snake nó tạo ra những cái con nó có rất là nhiều hoa văn các bạn, rất là nhiều hoa văn khác nhau. Và khi mà các bạn lai tạo những con California King Snake với nhau á, nó sẽ có ra một cái tỷ lệ như các bạn chơi gacha, các bạn trứng sẽ ra random những cái hoa văn, những cái họa tiết, những cái màu sắc nó ra random. Nên rằng á các bạn nó sẽ rất là thú vị, nghĩa là một cái mẹ trứng nếu các bạn có thể tạo ra những cái con king SSR và nó rất là chất lượng, nó rất là đẹp luôn. Nên đó là lý do là tại sao mình rất là thích California King Snake. Còn cái dòng MBK thì khi các bạn lai tạo ra nó thì nó cũng ra 100% là đen thôi các bạn. Và may mắn thì các bạn có một con Jet Black đen thui thùi lùi. Còn ngoài ra thì nó cũng chỉ là một màu thôi. Và cái điều đó làm cho mình cảm thấy rằng nó rất là chán các bạn. Nên đó là lý do mà tại sao mình sau khi mà mình quay trở lại với rắn đó, thì mình đã không đầu tư vào Mexican Black King nữa. Là bởi vì mình cảm thấy rằng nó rất là chán. Cái gì mà mình làm á là mình làm vì đam mê, mình làm vì sở thích. Nên là con nào mình thích thì mình mới làm. Còn nếu mà mình không thích mình sẽ không tiếp tục làm nó được nữa các bạn. Nên đó là lý do mà cái sự khác biệt giữa con California King Snake và con Mexican Black King. Đây là cái bài California. Năm sau thì mình sẽ làm đây là một con đực White Strip các bạn. Đây là một con đực White Strip thì năm sau nó sẽ phối với lại con Mozart này và con White Strip cái dưới đây. Nghĩa là năm sau chúng ta sẽ có con này, nó sẽ phối cùng lúc với hai con này luôn, để mình tạo ra những cái sản phẩm đầu tiên của Việt Nam về White Strip luôn. Mình bảo đảm rằng là đây là sản phẩm đầu tiên của Việt Nam về White Strip. Mình đã tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc cho cái bài này để có thể tạo ra những cá thể White Strip đầu tiên của Việt Nam. Rất rất tuyệt vời luôn các bạn. Đây là một con đực khác. Thì cái con đực này nó đang bị béo phì các bạn. Và mình đang phải cai cho nó ha. Rất là tuyệt vời. Mình rất là thích California King Snake luôn. Và năm sau là mình rất là có nhiều dự án rất là khác. Như dự án này White Winter ha. White Winter. Đó. Rồi nó sẽ phối với con Butcher, các bạn thấy nó rất là trắng luôn. Thì đây là những dự án mà Desert Space. Và năm sau High White mình sẽ phối và mình sẽ làm vào năm sau. Và con bò sữa năm nay nó đã làm rất là tốt các bạn, rất là tốt. Hai mẻ trứng năm nay của bò sữa rất tuyệt vời luôn. Bò sữa là một trong những MVP của năm nay các bạn, tuyệt vời kinh khủng. Là những cái lứa con của bò sữa đều ăn tốt, đều phát triển rất là tốt. Và mình thấy hy vọng rằng là cái lứa sau này, cái lứa đang ấp nở nè, vào ngày 22 tháng 9 này nó sẽ nở, thì chắc chắn rằng nó sẽ có nhiều điều thú vị hơn các bạn thấy. Và lần đầu tiên của Việt Nam là chúng ta đã làm ra được con High White Castle Face. Và sắp tới là High White Desert Face. Mà mình khẳng định rằng là mình một trong những người đầu tiên của Việt Nam làm ra được những cái dòng rắn như vậy. Và nó vô cùng tuyệt vời luôn các bạn, vô cùng tuyệt vời luôn. Đây các bạn coi, những con White Strip. Năm sau là chúng ta sẽ tới công chuyện liền.
Hôm trước thì mình đã đầu tư, nhân dịp sinh nhật thì bà xã mình đã tặng cho mình hai con. Hai con này là một trong những hai con cũng nó gọi là thật sự rất là hiếm, và nó hiếm ngay cả ở Mỹ luôn các bạn. Đầu tiên là con này. Đây, con nó đang lột. Đây là một con Goss các bạn. Nó là một con Coral Goss nha. Coral Goss. Đây là một con Coral Goss. Thì cái con này á, là nó được tạo ra bởi con Corwin Hypo cộng với con Goss. Thì đây là một trong những cái mợp California King Snack rất là thú vị luôn. Cái điểm quý hiếm của nó là bởi vì nó rất là khó lai tạo ra. Và một cái đặc điểm nữa là cái con Coral Goss này, nó khi nó kết hợp với những cái mợp gen khác của California King Snack, nó sẽ tạo ra rất nhiều con Goss ở rất là nhiều thể khác nhau, và nó vô cùng thú vị. Và nó được tạo ra vào năm 2007 các bạn, 2007 nha. Nghĩa là một khoảng thời gian rất là gần đây thôi ha. Và hiện tại ở bên Mỹ nó vẫn rất hiếm nha các bạn. Rất hiếm để mua được cái mợp này, Coral Goss. Thậm chí là những cái người nuôi ở bên nước ngoài họ cũng giữ tụi này lại chứ họ không bán ha. Rất là khó để mình săn lùng. Và khi mà trại báo mình là họ có hai con Coral Goss là mình đã xin bà xã mình ngay. Và bà xã mình đã tặng cho mình hai con này nhân dịp sinh nhật ha. Và nó rất là đắt các bạn. Hai cái mợp này, con hai con này rất là đắt luôn. Đó, đây mình cho các bạn coi con đực của nó. Đó là con cái ha. Đây là một cá thể đực các bạn. Đó, quá tuyệt vời. Mình không nghĩ rằng đến một ngày mình lại có trong tay rất nhiều những cái con king rất là quý đến như vậy. Có trong tay rất là nhiều những con king, có những cái morph mà mình trước giờ mình chỉ thấy được trên sách vở đó các bạn. Mình không nghĩ một người Việt Nam như mình, mình không bao giờ nghĩ tới một người Việt Nam như mình không có trên bản đồ thế giới lại sở hữu những cái morph king rất nguy hiểm đến như vậy. Mình không nghĩ các bạn, mình không nghĩ. Nhưng mà thật sự rằng sự ủng hộ của gia đình á, và cũng như là bà xã của mình á, đã cho mình cái cơ hội để mình đặt tay vào những cái mợp king siêu quý hiếm luôn. Và mình hy vọng rằng là mình sẽ tạo ra được rất nhiều những cái sản phẩm xịn nhất của Việt Nam, made in Việt Nam luôn, để cho các bạn cùng có thể Việt Nam chúng ta có thể ganh đua được với những bạn bè ở Thái Lan cũng như là ở Mỹ, thậm chí là ở Trung Quốc luôn các bạn. Theo mình đánh giá thì ở bên Trung Quốc họ đã đi trước mình khoảng 6 năm đến 9 năm về rắn các bạn. 6 năm đến 9 năm rất là kinh khủng. Tại bởi vì Trung Quốc họ không có chơi Bomberton được. Nếu họ chơi Bomberton thì mình nghĩ rằng không có quốc gia nào trên thế giới có thể chơi Bomberton lại Trung Quốc đâu, mình bảo đảm các bạn luôn. Bởi vì cái cách mà người Trung Quốc họ chơi tới nóc luôn các bạn. Họ chơi, họ mua là tới nóc, họ làm tới nóc. Nên đó là mình học theo cái cách của người Trung Quốc. Mình học, mình tiếp thu cái cách chơi của người Trung Quốc. Nghĩa là khi mà mình chơi bất kỳ con gì, mình sẽ chơi tới nóc của con đó luôn. Mình chơi tất cả những cái mọt của nó luôn. Thì như vậy, khi mà các bạn sở hữu như vậy thì các bạn sẽ có nhiều nguyên liệu để các bạn làm ra được những cái sản phẩm hơn. Hơn rằng cái việc là chỉ mua những cái mọt thấp. Mình thì mình không thích đánh vào những mọt thấp. Tại bởi vì nếu các bạn biết không, cái tiền mà mua một cái con Coral Goss này, một cái tiền của nó có thể khiến cho mình mua được khoảng 20 đến 30 con king khác nhau các bạn. 20 đến 30 con king nha các bạn. Mình nhấn mạnh luôn cho các bạn, 20 đến 30 con một con Coral Goss này có thể bằng 20 đến 30 con king. Thì các bạn nghĩ rằng nếu mà hai con Coral Goss này mình số lượng king nhà mình nó sẽ nhiều như thế nào. Nhưng mà thực ra mình không thích làm những cái mọt thấp các bạn. Làm những cái mọt thấp nó sẽ làm cho cái cảm giác nó không có đã, và cái người Việt Nam mình sẽ cũng vẫn sẽ ở phía sau thế giới thôi. Nên là nếu mà chúng ta muốn bắt kịp và chúng ta muốn có tiếng nói á, thì chúng ta phải làm được những cái morph king mà nó thật sự là nó phải ngang với thế giới á. Nghĩa là chúng ta phải mua được những cái con king nó ngang với thế giới á. Còn những cái con mà như Black and White rồi San Diego Strip thì những con nó quá bình thường các bạn. Quá bình thường, mình mua, mình có thể mua nó trong một nốt nhạc. Nó quá dễ dàng đối với mình luôn. Nên là khi mà mình mua rắn thì mình sẽ mua những con morph cao nhất của nó. Và vô cùng đã luôn á, cái cảm giác rất là đã. Rồi, ok, hôm nay mình chỉ nói sơ về Mexican Blacking và chia sẻ với các bạn một chút về King Snack thôi. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Hẹn bỏ sát.